Cái gì ông biết cái này cái gì không? Hả? Ông biết cái này cái gì không? Ông biết cái gì không? Từ quá thứ tôi giàu nhất đó, quá chứ giàu nhất đó. Xin ông bà cô bác thứ tôi giàu nhất đó. Nó lận luôn rồi. Dạ, nó đâu còn hầm văn xuống đây nữa nè. Nó đổ uông đổ cục xuống đây nữa. Nó đi xuống nguyên cái cần cổ luôn. Cái này là cây cỏ mà bà. Cây à, đâu ngay chỗ này nè. À, nó bể ngay đó ha. À, ngay cái mục này nè. Chỉ cho về không vậy về tôi kịp quá khóc kịp. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý khán giả Mạnh Thường Quân nha. Hiện tại thì Phong Nguyễn đang có mặt ở dưới Phước Lại, Cần Giuộc, tỉnh Long An của bác anh chị. Thì trong suốt 3 ngày nay, Phong Nguyễn đã nhận một thông tin từ phía một người chị. Đây là báo có một hoàn cảnh đang rất là đặc biệt. Và bác sĩ là bây giờ là kêu về nhà của bác anh chị. Thì Phong cũng chưa có biết là bây giờ tình hình như thế nào nữa. Giờ anh chào chị nha. Dạ anh chào anh. Dạ chào chú. Còn phía bên đây là ba của anh Cường bất động sản ngay Cần Giuộc của bác anh chị. Thì cũng là địa phương của chú ở đây với địa phương của anh Cường. Thì cái hoàn cảnh ở đây là như thế nào vậy chị? Dạ em là cháu của bác ở đây, thì thấy hai bác già ở đây mà như tình trạng của bác là bệnh á, cái môi bị giai đoạn cuối rồi mà thấy máu rồi chảy, rồi thấy bác đi hái cỏ rồi cầm thuốc em mới hỏi, và bác mới nói là đi về cầm máu cho bác, nên em thấy vậy nên em mới liên hệ với anh Phong, nhờ anh Phong xuống giúp đỡ cho gia đình bác em. Dạ, là hiện tại bây giờ là hái những cây cỏ để đắp vô cái chỗ mà cái môi nó bị phì ra đúng không chị? Dạ đúng rồi, những lúc mà máu nó tuôn ra vậy ông bà cũng không có làm gì có tiền. Rồi hái cây cỏ đỡ để đắp lên. À, thì thôi thì trước nhất thì Phong Nguyễn cùng với chú ở đây với người chị đây gửi một cái lời chúc sức khỏe đến tất cả những khán giả Mạnh Thường Quân nha. Xuống đây coi bệnh hoạn như thế nào. Dạ. Thấy ông cụ này quá mệt đi, thấy ông cũng nghèo khổ quá rồi, cũng không có tiền bạc mà để đi nhà thương để nạp nhà mà chịu. Rồi bà cụ thì đi hái lá cây này kia kia nọ để đâm rồi để đắp. Đấy. Rồi tôi cho Phong Nguyễn điện cho Phong Nguyễn đi xuống. Thì hôm nay tôi xuống tới đây đó. Thì tôi cũng nhờ cái sự mà giúp đỡ của cộng đồng. À, mình vô ha chú ha. Vô chị. Dạ. Thì vừa đi xuống đây thì cũng có thấy những người cô, người chú cũng đang ngồi góc trong đây, trong căn nhà nhỏ này của chú anh chị. Dạ, là nhà ở đây ha chị ha. Dạ, nhà đây anh Phong. Dạ, anh chào cô chú nha. Dạ. Dạ. Đây là chú. Dạ. Chú này đang bị bệnh, ông ha. Dạ, đúng. Dạ. Ủa mà sao căn nhà thấy có mình ông ở nhà chị? Dạ bà phía sau cắt thuốc làm sao anh? Dạ dạ chị dẫn em xuống phía sau được không? À. Ba ơi. Dạ. Có anh Phong Nguyễn tới. Dạ chào bà nha. Bà cứ làm đi, bà cứ làm đi không sao đâu. Là chị giao qua đó. Dạ. Dạ. Nhấn điện thoại chị cứ nghe đi, em để em ra trò chuyện với cô dạ, tí dạ, ha. Dạ. Dạ. Dạ bà đang làm gì đó? Chắc cái thuốc này cho ổng uống nè, với cái dạ. Này cầm máu. Xin phép bà gắn cái này dạ. Ha. Dạ. Dạ chào chú. Dạ. Dạ. Con là kênh YouTube Phong Nguyễn. Dạ. Là con nghe được cái thông tin là bà với ông đang gặp khó khăn. Dạ. Thì con đi xuống để tìm hiểu xem như thế nào á. Dạ. À, cái cây này là cây bạc hà núi đúng không? Cây bạc hà núi chú. Dạ. 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 Ừ, còn cái này là cái này, lá gì vậy bà? Cái này cái lá mà cỏ lông công. Cái cỏ á. Dạ dạ. Thì giờ đâm này là giờ cái này thì cái tinh dừa. Dạ tinh dừa. Dạ, cái tinh dừa cầm máu. Dạ. Dạ. Khi chảy máu là mà cầm, còn cái này nấu uống. Dạ. Dạ. Thì bà là xin phép bà một chút xíu và bà lên ngồi bên cạnh ông để con trò chuyện tí được không? Dạ dạ dạ. Dạ được. Dạ. Dạ, được. À, còn cái này bà đắp hay gì á? Bà cứ đem lên đắp cho ông ha. Dạ cái này dạ, dạ. Đắp nè. Dạ dạ. Dạ.
Con chào ông nha. Con chào ông. Chào ông, gật đầu đi, gật đầu đi. Con chào ông nghe không? Ông nghe. Gật đầu đi, gật đầu đi. Gật đầu đi nè. Trời, cái miệng ông sao mà lỡ dữ vậy con? Lỡ quá chừng luôn, bị ở trong, giờ ở trong này nó tét ra ngoài, ở ngoài vậy nè. Trời ơi. Rồi cái hàm răng bây giờ nó lận luôn rồi. Dạ, nó đâu còn hàm răng nữa. Thế như là nó bể từ đây giờ nó xuống đây nữa nè. Nó đổ u nó cục ở đây nữa nè. Nó đi xuống nguyên cái cần cổ luôn. Ừ, xuống nguyên tới cần cổ này luôn. Trời ơi, sao bệnh gì mà bệnh ghê vậy trời. Dạ. Bệnh này bác sĩ chẩn đoán sao vậy bà? Ừ, giờ bị ung thư nhưng mà bị thời kỳ cuối rồi. Dạ, bác sĩ chê rồi. Dạ. Dạ. Rồi bà cứ đắp thuốc đi, bà cứ đắp thuốc cho ông đi. Yeah. Hằng ngày bà làm sao bà cứ đắp cho ông ha. Dạ. Yeah. Là đắp vô vậy đó. Yeah, đắp vô vậy nè. Cái thuốc này là bác sĩ kêu bà đắp hay là bà tự đắp? Cái này bác sĩ kêu cô đắp. Yeah. Cái này là cây cỏ mà bà. Cây cái cây tinh dừa. Cái này tinh dừa. Tinh dừa. Yeah. Là cái này bà tự đi tìm hay là dạ, tự đi tìm đó. Dạ. Dạ dạ. Ở đây bà tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, tên Từ Thị Tám. Nay 72 tuổi. Bà 72 tuổi. Dạ, 72 tuổi. Còn ông tên gì, bao nhiêu tuổi rồi bà? Ông Nguyễn Nhân Viên. Nay 79. 79 tuổi, như dạ. 80 tuổi rồi. Dạ, 80. Còn mấy tháng nữa 80 rồi. À, con mắt của ông bị hư hết một con hả bà? Dạ, con mắt bị hư hồi đó, đời giặc hồi đó đó. Dạ. Đời giặc hồi đó rồi bị pháo nó nổ về hư con mắt. À, bà với ông có con cái gì không? Cũng được mấy đứa, mà cũng ba con đứa mà kiểu như nó cũng nghèo nghèo không mà. Giờ đó bà ngồi xuống đi cho đỡ mỗi chân ha. Dạ. Cái bệnh này có lây gì không bà? Không có lây gì. À, không, mà giờ dạ. Bà ngồi cạnh ông đi. Dạ. À, bà chắc đâu, ông chắc đâu còn nghe gì được hả bà? Ông không nghe, ông phải bạn lại lấy ghê. Trời ơi, sao mà bệnh gì mà quái ác rồi cô chú anh chị ơi. Dạ. Bà cứ ngồi bên cạnh ông đi ha. Dạ. Căn bệnh của ông hôm bữa giờ là bao lâu rồi bà? Dạ, nay là 6 năm rồi. Dạ, 6 năm rồi. Dạ. Là đã bao lâu rồi nó bự như vậy hả bà? Đây hồi đầu từ từ nó giờ hồi nó nhỏ, hồi mới nó mới á, có một nước nhỏ xíu vậy à. Dạ. À, rồi là từ từ nó nay xa 5-6 năm nay nó bự vậy đó. Mà chạy biết bao nhiêu nói mà nó cũng càng ngày nó càng bự vậy đó. Là chữa chạy 6 năm trời nay. Dạ, chạy 6 năm trời nay. À. Chạy cũng riêng phần ông cũng lớn tuổi quá rồi. Dạ. Thấy căn nhà của ông bà ở đây là sao, đất nhà hay là sao? Dạ, đây này đất nhà nhưng mà dạ. cũng có miếng đây hả? À. Đất đây rồi cũng mới mà mới làm đây thôi chứ không có đập lâu. Dạ. Dạ. Rồi con cái ông bà cũng có hỗ trợ được phần nào đó không? Cũng có chút đỉnh mà hồi mới cả nó cũng cho chút đỉnh rồi lâu lâu nó cũng cho chút đỉnh vậy đó. Rồi mua thuốc mua men rồi cho ổng rồi mấy năm nay rồi, nó cũng cạn kiệt quá rồi nên 5-6 năm nay rồi. Thành ra con nó cũng nghèo, đứa nào nó cũng nghèo hả cháu á. Thành ra mới nhờ là các cô các chú về nhưng mà giúp đỡ giùm cho nuôi cho lo cho ổng. À. Ông đau lắm hay sao mà giờ thấy con mặt nhăn dữ vậy? Dạ, ông đau nhất lắm, đau nhất sáng đêm mà hôm đêm mấy đêm hôm qua cái bằng da máu rồi cho ra cái thùng rác đổ mấy thùng mà thùng giấy đựng máu vậy. Giấy xúc hả? Giấy giấy này nè. Dạ dạ, trời. Dạ. Rồi chậm mà sao mà nó chảy máu vậy, dữ vậy bà? Nó bể ngay chỗ này nè. À đâu đâu. Ngay chỗ này nè. À nó bể ngay đó ha. À, ngay cái mục này nè. Nó bể cái này nó phúng nó ra. À, ngay cái mục này nè, cho hởm mà còn cái đường dây nó còn dính qua bên đây. Rồi giờ nó đứt cái đường dây này rồi nó xuống đây nè. Dạ dạ.
Trời ơi. Đứt xuống đường dây, đứt xuống đây rồi nó da máu. Dạ, vậy là ngay cái mạch máu. Dạ. Trời, cái miệng quá trời bự luôn rồi. Dạ. Này ông với ăn uống chắc khó khăn lắm hả bà? Trời ơi, ăn lần ăn mới đút bên đây nè, đút ăn rồi nó lọt qua bên đây đó, giờ xưa nó xuống cái kẻ này nè, giờ đau, giác. Đau giác chi lắm. Trời ơi, bữa giờ gia đình mình còn tiền mua đồ ăn thức uống gì không? Trời ơi, giờ hết rồi, giờ cạn kiệt rồi. Rồi mới đến đổi rồi mới chạy hết nổi rồi mới nhờ là mấy cô mấy chú rồi giúp đỡ giùm cho ổng chứ dạ. Cạn kiệt quá rồi. Dạ, 5-6 năm nay rồi. Dạ. Dạ. Rồi con nó cũng mới lần đầu rồi, nó cũng cho đi tiền đi nhà thương, đi nhà thương này nhà thương kia là ông bú rồi đi tùm lum hết trơn á. Lúc trước bà có làm công việc gì không hay là chỉ... Không, tôi mấy lúc trước rồi, nay 5-6 năm nay rồi tôi cũng già rồi, cũng không có nhà, không có làm gì hết trơn á. Vậy là cái ông ở đây là hàng tháng chắc cũng có trợ cấp của nhà nước không bà? Không, ông không có trợ cấp, sao không có trợ cấp không biết nữa. Ông có giấy quân chương rồi đó mà sao mà không có cấp gì hết trơn á. Yeah. Có chị cấp một cái hộ nghèo đó là cấp khi cấp gạo đồ này kia nọ và bột ngọt đường đồ này kia nọ có. Tại vì con nghĩ nếu mà không có tiền thì mình đăng ký á, tại vì mình bên khuyết tật hoặc là bên giống như ông vậy á, mình phải thông báo nhưng mà giống như coi cái tình trạng mà bệnh là bao nhiêu phần trăm á, người ta sẽ làm một cái giấy để hàng tháng là được mấy trăm á bà. Yeah. Trong khi là cô bà cứ hỏi để mình làm có thủ tục. À. Có tiền nào tiền nấy mình cũng đỡ ha. À. Ông đây là có bảo hiểm gì không ạ? Có bảo hiểm. Có bảo hiểm ha. Có bảo hiểm. À. Ai biết rồi có thằng dễ nó đi làm ấy cho nó không về nó không biểu thôi đâu có biết được. Dạ. Tôi đâu có biết được đâu. Thì mấy năm nay ổng bệnh vậy rồi thôi tôi cứ ở nhà cứ lo cho ổng rồi. Con nó cũng cho chút đỉnh rồi này kia nọ hàng tháng vậy đó. Hàng tháng là con của bà cho được bà bao nhiêu tiền? Chừng triệu mấy à. Tất cả những người con là cộng là hết chừng triệu mấy thôi. À chừng triệu mấy à. Trời ơi. Vậy lo thuốc cho ổng vậy đó. Ổng uống thuốc lúc này càng uống càng nhiều nữa. Đây đau quá đó, giờ uống thuốc giảm đau dữ lắm, ngày uống một dĩ mấy đó. Dạ, yeah, cái thuốc của mấy anh đây ha bà ha. Dạ. Thuốc giảm đau nè. Dạ, thuốc giảm đau. Dạ dạ. Là cái thuốc đó mình mua phải mua ở ngoài. Dạ, mua ở ngoài. Còn hôm bữa cái thời gian mà gần nhất mà ông đi khám bệnh viện là lâu chưa bà? Nay cũng lâu rồi, nay cũng mấy tháng rồi ạ. À. Nay cũng 3-4 tháng rồi. À. Yeah. Mà sao con thấy cái miệng vẫn bự dần dần vậy mà sao mà mình bác sĩ kêu về hay là mình tự về vậy bà? Bác sĩ kêu về, bác sĩ cho về, bác sĩ cho giấy về mà. Bác sĩ về. Bác sĩ trả về ha. Dạ. Yeah. Đang ngồi ở dưới giường về bác sĩ kêu tôi lên trên phòng ấy đó. Thì bác sĩ kêu cho về. Yeah. Cho ông về đặng mà nằm nhà đặng cho vừa dưỡng bệnh cho người ta không có đuổi mình về nhưng mà người ta nói là nằm ở nhà đang cho dưỡng bệnh đang cho mà thoải mái hơn, ở ngoài này bệnh nhân nhiều lắm, ta nói vậy đó, có sĩ nói vậy đó, nó bệnh nhân nhiều lắm, thành ra sợ ông bực bội. Rồi bác sĩ có nói là cái tình hình của ông là nó như thế nào không, có cách chữa bệnh hay là khả quan gì không? Mà bác sĩ nói là không có khả quan gì hết đó, là bác sĩ là thời kỳ thứ ba rồi. Thời kỳ thứ ba. Dạ. Là bác sĩ cho về. Cái này mà ông mà nếu mà ăn uống là cũng cả công trận à chứ không phải là dễ đâu. Dạ, đút bên đây là đút càng gai. Trời. Sao bà nói tới đây mà bà khóc, bà nói cho con nghe được không? Tại thấy ông vậy rồi tôi nghiệp quá khóc. Có khi nào bà có tâm sự với ông một điều gì đó không? Ông đâu có nghe đâu, ông biết mà ông đâu có nghe đâu mà mình tâm sự với ông được. Dạ, yeah, là cô giống như là bà chỉ lặng lặng mà thấy hình ảnh đau đớn của chồng của mình vậy thôi. Chứ không có biết nói chuyện cùng ai hết. Dạ.
Rồi bữa nay trong chương trình của con là kênh YouTube Phong Nguyễn, thì cô có thể trải lòng cho khán giả của con và Mạnh Thường Quân con được biết cái nỗi đau trong cái lúc này và sự khó khăn của cô không? Của bà không? Dạ, nỗi đau lắm chú. Tại vì không có tiền chạy cho chồng. Bây giờ cũng nỗi đau lắm chú ơi. Không biết tiền đâu mà chạy cho chồng. Thấy ông bệnh hoạn kìa, ông đau nhất kìa, cứ cười nghiệp lắm. Trời ơi, con thấy thương. Đêm nào cũng thức sáng đêm. Ông đau nhất rồi đâu có ngủ được. Giờ mình phải thức dậy với ông. Nhiều khi ông nghe báo ngồi chậm hoài, chậm quỷ. Chậm một lát cái ông xỉu. Phải nhiều hoàn cảnh mà khi là có những cái người con mà có điều kiện cũng không có lo được cha mẹ, và bên cạnh đó có những cái hoàn cảnh mà con cái mà nghèo quá cũng không thể nào mà lo cho mẹ được. Thì ở đây thì giống như con cái thì nó đã quá nghèo khổ không? Quá nghèo khổ. Dạ. Ở đây nó cũng giúp nó chạy đi mua đồ hay mà nó cũng tới tháng nó con khi mua thuốc này kia nó cũng cho chút đỉnh khi 50-100 gì đó. Dạ dạ. Nó đi mua thuốc. Dạ. Ông uống thuốc ngày mấy vị thuốc vậy đó. Cái vị thuốc vậy là bà mua bao nhiêu một vị? Một hộp vậy là 2 vị nó 40.000. Dạ. 2 vị 40.000. Dạ, 2 vị 40.000 ngày ông uống thuốc đó, giờ ông thuốc nhức đầu rồi sổ mũi rồi nhức nhối gì mình mấy ông là ông uống thuốc khác nữa. Yeah. Là ngày trả cả là 100,000 tiền thuốc rồi đó. Trời ơi. Dạ. Vòng vòng 100,000 tiền thuốc. Dạ, 100,000 tiền thuốc. Là chưa có tính đồ ăn thức uống. Dạ, chủ đồ ăn thức uống rồi khác nữa. Ăn có nhỏ bán hàng bông nữa, giờ nó cho nhiều khi cho thịt hay nhiều khi cho cá. Nó cũng cho chút đỉnh vậy đó, giờ ăn thôi à. Dạ. Ông nhìn về ông có biết gì không bà? Ông biết nhưng mà ông biết ông có nghe. Dạ. Biết nhưng mà là ông không có còn nghe được. Dạ, ông biết ông có nói không được. Dạ. Tao bà hỏi những cái gì thử ông có nghe được, trả lời được cái gì. Ông biết cái này cái gì không? Hả? Ông biết cái này cái gì không? Ông biết cái gì không? Nói rồi nè. Rồi thế nè. Ông bà biết quay phim hả? Ông biết quay phim. Rồi bà hỏi thử bữa nay thì ông có mong muốn điều gì không? Hỏi thử ông trả lời được không bà? Này ông có muốn điều gì không? Muốn người ta cho ông cái gì không? Cấp cái gì không? Trời, ông lắc đầu. Không biết. Không nghe được. Ông có muốn Mạnh Thường Quân giúp đỡ ông gì không? Muốn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cái gì không? Hả? Muốn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cái gì không? Không. Trời ơi, ông nghe đó, ông không nghe đó. Không nghe. Không nghe. Xin ông bà cô bác cứu người, đau nhất quá. Nhờ chú với Mạnh Thường Quân cũng giúp đỡ giùm cho tôi, rất cảm ơn. Rất cảm ơn nhiều. Dạ. Ấy, con chỉ là người chia sẻ hình ảnh thôi, nếu mà được duyên thì con lại đi xuống thăm ông bà nha. Dạ. Chứ nhầm khi là bà đừng có giống như thấy con đi xuống rồi tưởng đâu mình có được phần quà này kia thì nhầm khi chờ đợi cũng mất công rồi tội cho ông bà nữa. Dạ. Không sao. Nhưng bà đừng có buồn nha. Dạ. Con có phiền thời gian của ông bà không? Dạ không có đâu. Dạ. Mấy chú, nếu mà mấy chú giúp rồi thì mấy chú cũng từ từ mấy chú giúp chứ đâu phải có liền được đâu. Dạ, mà nếu như không có thì sao bà? Không có thì thôi, sao giờ không có thì mấy mẹ con cũng không có thì thôi, cũng dán lo cho ổng tới đâu hay tới nấy chứ giờ sao giờ. Dạ. Dạ. Trời.
Thấy ông sáng giờ có ăn gì chưa? Bà đút sữa cho ông đi. Dạ, có đút sữa, ông uống rồi cho ông ăn được miếng cháo rồi. Dạ, dạ. Bà xem, dẫn cho con xem coi bữa nay bà ăn cái gì được không? Dạ. Cho ăn nghe. Nhà này chắc cũng xây cất lâu lắm hả bà ha? Dạ, lâu rồi. Ăn ăn canh nè, canh cà phê. Dạ. Dạ, này nồi cơm. Dạ. Cơm. Dạ, cà phê. Bà nấu này hồi nào vậy? Mới nấu hồi nãy đó. Trời ơi. Dạ. Thì ông bà ăn vậy thôi à? Dạ. Này cũng ngon quá nè. Dạ. Nhưng mà cá này coi chừng xương nha. À, xương phải lột xương hay giáo chân cho ổng chứ. Được là lột mằng từ miếng rồi mới về lúc ổng ăn chứ đâu có để đâu để ông ăn được. Dạ. À, để cá này để ông ăn mắc cổ ạ. Dạ. Dạ. À, ngày bà nấu củ bạc hà núi cho ông uống là một ngày mấy cử? À, ngày nấu một lần vậy là uống ngày hai cử. Dạ. Dạ. Và hà núi là mình nấu uống nấu hai lần nhưng mà dạ. Ngày là uống ba cử nha cô, nghe dạ, bà. Ngày ba cử. Dạ dạ. Dạ. Ngày ba cử rồi nấu với lại lá đu đủ. À, dạ. Là ông bà vệ sinh trong cái nhà đó đó hả? Dạ, ông à. Không có tiền làm vệ sinh ấy rồi thôi, làm vệ sinh đơn giản vậy đó. Dạ, tại vì dạ. đất của người ta mà, cho thôi mình làm đơn giản gì mình đi thôi, mình ở thôi. Chứ dạ. Còn... Có bồn cầu gì không ạ? Dạ không có. Không có, dạ. Coi có thử. Cái đôi có vậy thôi chứ dạ, không. Dạ, có vậy. Dạ. Đất nhà đây thì không phải của gia đình ha? Dạ, dạ. Không có bồn cầu một chiếc gì đó. À, nói vậy thôi. Vậy thôi. Dạ mình đi tiểu mình thôi. Vô hả bà ha? Dạ dạ. Dạ. Bây giờ cuộc sống của bà với ông chủ yếu là dạ. Tiền hàng tháng giống như là bên nhà nước hỗ trợ gạo đồ ha. Dạ, nhà nước cho hỗ trợ cho gạo mấy chục ký gạo vậy là ăn thôi chứ còn Được cái này là ông có dự định là mình đi vô bệnh viện tái khám nữa không hay là chỉ nằm ở nhà thôi bà? Dạ chắc không quá, tại vì bác sĩ chê rồi mà bác sĩ đâu có kêu mình đi nữa. À bác sĩ vô, chê. Qua lần sau tôi có đi mà bác sĩ la thôi đừng có đi nữa cho ông mệt, bữa đi tại đi gì tôi dẫn ông đi ông mệt quá đó. Dạ, rồi dạ. Bác sĩ coi trong ông tim mạch á, ông mệt á. Rồi bác sĩ nói thôi đừng dẫn ông đi nữa. Để ông à nhà ông nghỉ đi chứ đừng cho ông đi nữa. À, thấy ông đau đớn cũng tội quá. Không biết sao giờ. Đau ông nhất chứ lắm chú ơi. Thôi vậy mà nó đừng đau đừng nhức này, cũng đỡ này nó đau nhức chứ lắm. Qua nhức mà ông ôm cây cột ông dên. Ông có đi đứng gì được ha, chỉ nằm vậy thôi mà. Ông nằm vậy thôi, ông ôm đầu giỏng nè, ôm đầu giỏng dên. Dạ. Đấy phải lấy đồ bô đáy rồi phải lấy bô đi cầu rồi đỡ ông xuống đây ông đi cầu đỡ yeah. Ông ngồi xuống bô cũng đi cầu. Dạ yeah, dạ yeah. Thấy cái tình hình gia đình ở đây là bây giờ như thế nào hả chú? Thì tôi thì con em dục ảnh thì ảnh với cũng bệnh này cũng lâu nay cũng 6-7 năm cũng con thì cũng giúp đỡ cũng nghèo thì cũng có cho cũng chút đỉnh thôi mà thấy ổng anh chị cũng giờ cạn tình rồi cạn nghĩa rồi giờ hết cái đường nào mà cứu trợ giờ chỉ lên xin mạnh thường quân để xin cho cứu trợ cho ảnh chút đỉnh nặng thuốc men cho ảnh qua ngày đoạn tháng này thôi chứ còn ảnh giờ còn cuối rồi dạ nhưng phần cũng lớn tuổi quá lớn tuổi quá rồi dạ. Giờ chỉ mong là có số tiền nặng lên cho khám bệnh cho ổng nặng cho ổng sống ngày nào thì tính theo được ngày nấy cũng thay mặt gia đình cũng cảm ơn của mình mạnh thường quân cũng anh em đã cũng xuống để mà thương tình giúp cho ông anh tôi đặng giải thoát cái cơn đau nhất dạ yeah, chủ yếu là muốn giúp cho nhẹ cái phần đau nhất dạ yeah, đúng dạ yeah, dạ yeah. Cái này chắc gia đình cũng phải niệm Phật thường xuyên cho ông à. Chứ bây giờ một phần lớn tuổi với một phần cũng bệnh lớn thì bệnh nhiều đúng chứ cả 80 tuổi rồi cũng rất là lớn rồi à. Với, giống như là con thì
thấy ông bà cô bác nói chung là hoàn cảnh nào con nhìn thấy con cũng thấy thương, cũng muốn giúp hết. Yeah. Nhưng mà sức của mình thường quân thì ai cũng có giới hạn hết. Yeah. Tại vì mới đầu là con cũng nghe được là cũng có những người con. Yeah. Thì mình cũng hơi giống như là con cái phải lo cho cha mẹ. Yeah. Nhưng mà bà con ở đây ai cũng mong muốn giúp đỡ, tại vì những người con quá nghèo. Yeah. Nên là con thì làm một cái kênh, nhưng mà mình phải nhầm kia đâu phải một cái hoàn cảnh nào đó mình phải suy nghĩ cho nó đắn đo kỹ lưỡng, tại vì mạnh thường quân á, từng đồng tiền thì nó rất là cực khổ. À. Phải đổ từng giọt mồ hôi dơ nước mắt trong đó nó mới được có. Đúng. Mà xuống đây á thì thấy hình ảnh của ông ở đây thấy đau đớn như vậy nè. Ừ. Thì bên cạnh một cái người vợ của ông cũng là một người bà, ông đã lớn tuổi thì cũng trong một cái căn nhà không phải là cũng tạm bợ thôi. À. Thì thấy cũng rất là thương nên giống như là cũng truyền cái tinh thần nào đó cho ông bà ở đây một phần nhỏ nhỏ thôi. À. Chỉ còn cái duyên á thì con cũng không có biết chắc được điều gì hết. Đúng. Chỉ là giống như là cô bác nào có duyên thì sẽ liên hệ trực tiếp cho ông bà giúp đỡ, nó sẽ tiện cho ông bà hơn. À. Yeah. Thì trong chương trình con ngày hôm nay thì chú mong muốn điều gì từ phía Mạnh Thường Quân khán giả không? À. Chú có mong muốn điều gì không? Thì giờ cũng giờ không mong muốn gì, mong có một cái chút đỉnh đặng trị bệnh cho ông anh. Ông hết cái chứng bệnh cho cái qua cái cơn nhức ổng rồi thôi. Chứ giờ ổng cạn tình cạn nghĩa rồi, không còn mà con thì nó cũng cạn hết. Giờ cũng mong bên Mạnh Thường Quân cứu cho ảnh một chút đỉnh, đặng có tiền ảnh đi lên nhà thương trên ảnh khám đặng bệnh ảnh thôi. Giờ cũng mong muốn vậy thôi chứ. Của bên Mạnh Thường Quân. Dạ, giờ hơn cảm ơn chú nha. Dạ. Dạ, chúc chú sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, em trò chuyện với ông với bà tí nha. Dạ. 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 Cảm ơn ông luôn nha. Dạ. Dạ. Ông muốn nói gì con thêm không? Ông nói gì không? Ông nói gì thêm không? Hả? Ông có muốn nói gì thêm không? Chứ ông không biết nói gì rồi. Dạ, không biết nữa, nó không nghe vậy. Ông niệm Phật nha. Ông niệm Phật nha. Ông niệm Phật, à. niệm Phật gì nè. Niệm Phật gì nè. Đúng rồi đó ông. Niệm Phật, niệm Phật. Ông niệm đi. Nam Mô A Di Đà Phật đi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật vậy nè, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đợi ông kệ kệ để cho ông chắc cũng hiểu. Được thì Phật phù hộ cho mình có sức khỏe. Còn không ấy thì Phật cho mình sẽ rước mình đi cho nó nhẹ nhàng thôi chứ không có gì hết. À, thấy thương không quá. Niệm gì cho nó giống như là nó giảm cái đau đớn hả bà ha. Bà gắn nó đi ha bà. Hằng ngày bà cứ niệm Phật phụ giúp cho ông với thắp hương khấn chờ Phật hả bà ha. Biết gắn sao đâu. Dạ dạ. Không biết gắn. Dạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. À, cầu chúc cho cụ mạnh khỏe. Từ đây rồi bà con xóm láng giềng này cũng phụ bà cụ chúc đỉnh. Đó. Rồi ở đây nếu mà có duyên á thì chú Phong này quay lên mà ông bà cô bác gần xa đó cũng cho tiền chút đỉnh gì đó để ông cụ đi bệnh viện. Dạ, rồi bên đây cũng cầu chúc cho ông cụ với bà cụ được dồi dào sức khỏe. Dạ. Giờ đừng có nghĩ gì đến cái bệnh hoạn gì hết á thì cứ chắp tay lại Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Cứu khổ cứu nạn thường vậy đó. Dạ, dạ. Thì có thể là ông cụ thoải mái hơn và mà có thể khỏe. Dạ, 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 dạ. Chúc cho gia đình được dồi dào sức khỏe. Dạ, dạ.
Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Giờ anh tôi không có gì, thôi kệ cũng ảnh chút đỉnh là anh mua thuốc này kia anh uống. Cảm ơn. Ông ơi, cảm ơn biết mẹ gì. Cảm ơn. Dạ. Để đứng lên đi. Dạ thôi tôi cũng có chút đỉnh quà để nhiều góp lại. Dạ dạ. Có số tiền chút đỉnh đang đi bệnh viện đó. Dạ dạ, cảm ơn. Dạ. Đưa ông không cần. Cầm đi. Cảm ơn anh hai. Thôi con cho chú mấy đồng rồi, có tiền mua thuốc uống à, chú bà. Dạ, cảm ơn, cảm ơn. Mua thuốc dán, mua thuốc uống vô không? Cảm ơn. Không nghe đâu. Không nghe vậy. Nhiều đi quá, mấy bà, quá vậy. Đi đây muốn thịt lên tôi cũng không có đem theo tiền, thôi tôi gửi cho chú bà nó chút đỉnh nè, mua sữa uống. Cảm ơn chị, chị hai. Trời, tình làng nghĩa sớm quý quá. Dạ. Dạ. Cô bác ở đây mà, cô bác mà gửi mà mấy chục ngàn vậy là quý dữ lắm á. Dạ. Làm tính ra mà ở dưới quê cả một ngày trời á, hơi ít đâu. Dạ. Có tiền ông mừng không? Không có nghe đâu. Mừng không? Mừng không? Ha. Mừng không? À. Cảm ơn chú nhiều nha. Rồi rồi. Dạ. Dạ. Không sao. Dạ. Dạ. Dạ, nãy giờ quá trời tiền luôn rồi. Dạ. Thôi con cháu à, ông đừng có chấp tay con nha. Chấp tay mình niệm Phật thôi. Dạ dạ, chấp tay mình niệm Phật hàng đêm á, với mà hàng ngày. Dạ. Cho cái mình cho nó nhẹ nhàng với dạ, Phật dạ. Sẽ dạ. Tôi cho mình. Dạ, tôi cũng em chấp tay lại Phật vậy thì tôi cũng thờ mẹ nè, bữa nào tôi cũng lại. Dạ dạ. Lại mẹ cứu khổ cứu nạn. Dạ. Dạ. Thì thôi bữa nay con đi xuống đây thì thăm gia đình của ông bà ở đây. Dạ. Thì thấy bà con ở đây ai cô bác nào cũng thương cho hoàn cảnh ông bà, mặc dạ. dù là không có cái sức nhiều. Dạ. Nhưng mà mỗi người cùng chung tay một chút nho nhỏ thôi. Dạ. Tại vì cái quãng đời của ông á là nay cũng đã như là 80 tuổi rồi. Dạ. Thì cũng nó như là nó cũng khá là lớn rồi. Dạ. Thì thấy ông đau đớn vậy đó. Chứ cái miệng sưng quá thì thấy cũng thương, tại đau nhức quá chịu không có nổi của bác anh chị. Dạ. Thì Phong Nguyễn cũng xin phép Mạnh Thường Quân là trích một cái phần tiền nho nhỏ nào đó để ủng hộ tinh thần cho ông, để có sống vui, sống khỏe những cái ngày tháng cuối đời của ông. Dạ. Thì để con trao cho bà ha. Dạ, dạ, dạ. Đây thì con cũng xin phép cô Huệ Tịnh ở Đồng Tháp là gửi tặng cho bà với ông là 1 triệu ha. Dạ. Con điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây là 1 triệu của gia đình cô Huệ Tịnh Đồng Tháp. Dạ. Chỉ Phong Nguyễn cũng xin phép thêm thêm cô Tâm Độ 1 triệu nữa. Cô Tâm Độ ở Mỹ rồi gửi cho cô với ông, cho bà với ông 1 triệu ha. Dạ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây dạ, 1 triệu của dạ. cô Tâm Độ dạ, ở Mỹ. Dạ, dạ. Cô nhìn ở máy ảnh ha. Dạ. Thì, với xin phép anh Di ở Mỹ là gửi tặng thêm cho ông bà ở đây là dạ, cảm ơn. 2 triệu để ủng hộ tinh thần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 3, 4, 15, 6, 7, 18, 19, 20. Đây là 2 triệu của anh Di bên Mỹ gửi tặng cho dạ, ông bà ha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rồi, thôi thì trước mắt thì Phong Nguyễn cũng xin phép Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho ông bà ở đây là số tiền là 4 triệu đồng trước. Dạ. Cùng với những tấm lòng vàng của cô bác ở sớm. Thì mong qua chương trình ở đây thì có cô bác nào có thương và thấy hoàn cảnh đây có duyên muốn hỗ trợ gì cho ông bà thì có thể là liên hệ giúp cho Phong Nguyễn để hỗ trợ thêm cái phần nào đó, những cái bữa thức ăn và những cái viên thuốc. Bây giờ chủ yếu là viên thuốc mà để giảm đau thôi cô chú anh chị. Thì thôi con chúc ông nhiều sức khỏe ha. Cảm ơn. Dạ, dạ.
Dạ. Để bà đưa cho ông cho có cái niềm vui ha. À, à ông à. Rồi ông nhìn máy ảnh cảm ơn Mạnh Thường Quân đi. Cảm ơn đi nói cảm ơn. Cảm ơn. Hả? Nói cảm ơn. À. Thôi được rồi. Thôi ông nói vậy, dạ, ông dạ. Nghe gì đâu mà. À, dạ, thôi con chào bà dạ, nha. Dạ, thôi cảm ơn. Dạ, dạ. Dạ cảm ơn chú. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ, không sao đâu. Chú nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Rồi Phong Nguyễn dạ. Cũng cảm ơn tất cả ông bà cô bác nha. Cảm ơn dạ, tất dạ, cả dạ. Mạnh Thường Quân luôn. Chào cô chú anh chị luôn nha. Dạ, dạ. Dạ, xin phép bà ha. Dạ. Tôi cũng cảm ơn chú nhiều, chúc gia đình chú hạnh phúc với chú. Dạ, dạ, không sao đâu. Dạ, dạ. Đúng.